rộng khắp thế gian. Ở Tây phương có một Đức Phật hiệu A Di Đà. Nay con xin điền nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà. Con hướng nguyện về Cực Lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà. Con hướng nguyện về Cực Lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin kiến Phật.